À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video dòng game chiến tranh tưởng lực Attila. Mình là Chocobo Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến với mất gia sản. Tiếp tục cái cuộc chiến của Vương quốc Langoba để đi chinh phục thế giới. Ở tập trước thì mình đã bắt đầu trận chiến đầu tiên với các quân đoàn Viking phương Bắc và thực sự là mình cũng thấy hơi choáng đấy. Thực sự là bọn Viking phương Bắc này cái đội rìu của nó chém cũng được ấy, nhưng mà nhiều anh em bảo là đội rìu đấy nó mạnh hơn cái đội Langoba này của chúng ta, thì thực sự là không. Langoba của chúng ta đây mới chỉ là Langoba đời đầu, chưa phải là huyền thoại Langoba. Chúng ta sẽ lên đến đây và chúng ta sẽ thành huyền thoại Langoba. Thì lúc đó 8 lượt nữa chúng ta sẽ nâng cấp được. Và lúc đấy thì các bạn sẽ thấy rằng là ai mới là người mạnh nhất. Nhưng mà đấy là câu chuyện của sau này, còn bây giờ thì giáp của chúng ta được cộng lên khá nhiều nhỉ, mà chưa cao lắm. Đấy là câu chuyện của sau này. Đây là cái thành to này thì chắc là nó cũng không đánh được mình, nhưng mà để đề phòng bất chắc chắc là mình phải mua quân ở đây rồi. Cái thành như thế này thì nó bị mất công vây. Mình đang cần tuyển cái bọn lính kiếm của La Mã, bọn đấy để đi đánh bộ binh thì rất tuyệt. Và mình đã đánh hai trận trước mà mình thấy thực sự chúng nó khá chất đấy. Bọn này này, quánh khá chất luôn. Sát thương xuyên giáp kém nhưng mà nó có đội hình Testudo và đồng thời máu của nó cũng khá trâu. Giáp, phòng thủ cận chiến đều tốt. Nói chung là để móc góc độ nó làm tường trước khi mà Lagoba có thể tấn công thì khá là tốt. Có thể các bạn chơi thì mỗi người sẽ có một cách chơi khác nhau và phối hợp khác nhau, nhưng mình thì mình thấy cái bọn đấy cũng được. Nói chung so với lính Spy thì nó cũng mạnh hơn, nhưng mà lính Spy thì chủ yếu nếu mà chống kỵ binh thôi, còn nếu mà bạn không cần phải chống kỵ binh thì bạn cũng không nên dùng. Ai tạm tạm thế, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cái cuộc chiến với vương quốc của chúng ta. Và bây giờ thì xem nào, và có lẽ mình sẽ qua lượt đây. Cái thứ hai là cái bọn kiếm thì nó có phi lum, các bạn có thể nhìn thấy là chúng nó có lém lao. Mấy cái thằng nước Anh này thì bây giờ nó rất thân với mình, bởi vì là mình với chúng nó đang chung kẻ thù, nên là mình cũng không cần phải lo phòng thủ ở phía trên nước Anh, bởi vì vùng đó rất là ổn cho mình. Nó sẽ là một trong những liên minh phòng thủ với mình ở trên này. Mặc dù vậy mình không chiến tranh, à không đồng minh với bất kỳ ai. Ai ơi, nó lại vây hãm kìa. Căng nhỉ. Mình cũng không biết thái tử của mình đợt tiếp theo đã hồi được quân chưa. Nếu hồi được quân rồi thì mình sẽ mua cái ba cái xe bắn đá, là mất khá nhiều thời gian đấy. Ôi hung nô ơi là hung nô. Hung nô đâu rồi? Cử quân sang đập bỏ sơ cho nó đi. Chả hiểu hung nô chạy đi đằng nào. Bọn này không dám đưa quân ra ngoài đâu. Địch đầu tư quân sự vây cái thành này của mình. Wow, lính Spy đời cuối ấy, gần cuối. Khá mạnh. Rồi bị thương. Cho dù có bị thương thì trận này chắc vẫn phải đánh. Ready for battle. Warriors all. Nếu nó vẫn quyết tâm nó vào nó công thì khả năng mình toi đấy nhá. À không sợ, không sợ đâu, mình cứ để thái tử của mình hồi thêm một lượt nữa đó. Công trình này thì chuyển nó thành cái này đi.
lên tường thành là chúng nó không ăn được không? Thiếu thực phẩm. Hết tiền rồi. Ready for battle. Mua lính gậy bây giờ còn được tăng rank. Are you ready to do your duty to the tribe? Biết sao mua nhỉ? Biết sao mua? Để tốn upkeep. Đây rồi, Hung Nô tới đây rồi. Hung Nô đâu? Đấy, mặt là thân thiện thế này. Quánh vào đây cho anh tàn phá chúng nó luôn. My time is better spent feasting and hunting them. Không sống nổi với Hung Nô đâu. Húc hủy diệt hai pháo. For the tribe. Ôi bọn này nó đóng quân ở phía bắc này hơi đông ấy. Mình đang định xử bọn này mà xem chừng nó hơi khó nhỉ. Thirsty for battle. Stragglers will be left. Vào thành đi em ơi, hồi quân. Quân đoàn đấy nó chưa chịu được trong trời giá rét. Một đội kiếm à. Thirsty for battle. Không có rồi. Ready for orders. Sang thấy cái thành này có gì không? Tạm thời cho. Bây giờ nó đang vây khu vực này thì mình phải cho tướng này xuống đây đã. Đội lính Spy yếu quá. Phải lính kiếm này. Thay hết lính kiếm này à? Chất như nước cất luôn. Ngọn roi thứ hai. Liên kết. Tận tụy. Thái tử của chúng ta lại là rất xuất chúng. Đôi khi con hoa cũng không phải là xấu lắm. Đáng tiếc là thái tử của chúng ta lại là một đứa con hoa. Này trung thành nó cứ giảm là thế nào nhỉ? Vậy à? Hung Nô đâu? Ôi sao Hung Nô gì toàn quân lẩm khẩm thế? Đây này, Attila đây rồi, sang tới. We have need of talk. I'm. Tí hiệp ước không xâm lược mà nó cũng không chịu. Welcome. We will talk and then we. Vãi cả bọn này. Good and noble friend. Căng à nha. Thằng này tự dưng nó lại đốt nhà đi du mục cũng đau nhá. Còn 3 tỉnh duy nhất. Speak if you must, but know that Roman. Còn 3 tỉnh. Đông La Mã còn có 3 tỉnh thôi. Priestess of the old ways. May quá. Tôn giáo của chúng ta sẽ 43%. Tỉnh sở hữu 8, vùng sở hữu 32, thịnh vượng phồn thịnh.
ngân khố rất cùi. Có thể tăng thêm một hạm đội nữa. I offer this morsel now, like a wolf at the door. Cha thích hòa bình với mày. Ồ, chết nhờ cái thằng kiểm soát hết phương Bắc rồi. À, tôi nhá, đang có tin mừng. Thằng Viking nó đánh cái thằng gần mình. Mình sẽ chờ cho nó đánh lốt cái thành bên dưới nữa. Mình sẽ cho quân bắt đầu sang. Thế gọi chúng ta gọi là, trong cái ngoại giao người ta gọi là cái gì nhỉ? Bảo vệ dân thường. Mình sẽ đợi nó chiếm lốt cái thành kia rồi mình sẽ nhân danh và bảo vệ dân thường, mình sẽ đánh lại cái quân xâm lược Viking ở phía Bắc đây. Và như vậy thì sẽ là rất tuyệt. Trời ơi, ông nô đi đâu thế? Lại một vị nào chết rồi. Cô dâu có xứng đáng à? Tấn công cận chiến cho đạo quân chỉ huy. Được, thôi được, cho nó lấy. Uy quyền của chúng ta đang tăng dần bởi vì là các cái tướng của chúng ta đang thắng trận liên tiếp. Đứa con hoang. Đứa con hoang. Một đứa con hoang rất tuyệt. Thằng này kể ra cho đi ngọn roi thứ hai. Thằng này cho đi đánh trận cũng được. Có thêm một thằng con đẻ nữa đây. Nếu như mà thằng này tốt thì sao? Thằng này là con dê à? Dễ nhìn. Tốt rồi. À, nó nhả, nó không đánh được nữa, không dám vây nữa. Nó làm hỏng hết nhà cửa mình chứ đùa đâu. Đây rồi. Quân đoàn này xuống đến nơi chúng mày khác chết. Quỷ đá. Warriors all. Is there nothing else? Rồi. À, nó nhìn thấy hung nô tràn đến đây. Chưa hồi hết quân. Lên cái tường thành cho anh. Ôi, hết lương thực. Căng nhỉ. Phải đâu ra lương thực được rồi. Một trăm lương thực. Quân đội chú có lính Godan. Nó không dám tấn công mình nữa. Ôi, tiền mình không còn nhiều nữa. Đây, mình sẽ chờ cái khu vực phía trên này. Tướng này sẽ có nhiệm vụ tấn công ở đây. Nhưng mà chờ đến khi mà thằng này này, nó đang chiến tranh với thằng này.
Chắc chắn là thằng này nó sẽ chiếm nốt cái tỉnh này và mình sẽ đu dây ngoại giao ở đây. Đấy. Không biết lắm mà không ổn lắm nhỉ. Ready for orders. I am a priestess of the old ones. Truyền bá tôn giáo ở đây đã. Dị giáo Germanic đang tăng. Các cái tôn giáo khác nó tăng cũng mạnh ghê. Hỏng, ác quá. Ai da hai. Hết tiền. Quân đội của chúng ta ở dưới này thì chắc là ổn rồi. Quân địch chắc cũng chưa có gan mà tấn công ở đây. Chúng ta đang phải lươi một cái lực lượng quân quá là đông. Cái quân đoàn tiếp theo của tướng huyền thoại khi đi sang đây thì chắc là ổn. Còn phía bắc thì ôi thằng sát sông nó lắm quân thế. Nó làm cái trò gì mà nó cử ở đây lắm quân này. Kiểu này chắc mình phải cắm trại ra đây xong đầu để cho nó đánh rồi. Phải có một trận như vậy thì may ra mình mới có thể này, phải cắm trại. Trại nó đánh. Hung nô kinh quá nhỉ. Hung nô di chuyển khắp nơi. Trong cái chiến dịch này thì hung nô đóng vai cái lực lượng bảo an Liên Hợp Quốc thì đúng hơn. Chuyên đi gìn giữ hòa bình ở các cái vùng đất của mình. Thằng nào lẩn vẩn đến đất của mình phát là hung nô khử ngay. Đây rồi. I have talked to the wise. No. Nó không thích đồng minh, quân Ly Khai Châu Phi đã bị tiêu diệt. Cộng một trung thành. Quân Ly Khai Châu Phi đã bị tiêu diệt á? Thằng nào diệt nó? Hòa bình với thằng này được không nhỉ? Không chịu. Do not wander in like a devil. Nó đòi hơi nhiều tiền đấy, không được đâu. Không được đâu. Nhà vua của chúng ta. Cái lúc thì rõ lắm lính kiếm, lúc thì ít thế. Đang cần tuyển. Ba thằng, thêm thằng nữa là đẹp trai. Hay quá, vùng này cũng tuyển được lính kiếm này. Mày nhìn thấy vua của anh chưa?
thái tử của mình sẽ có một trận quyết đấu ở đây đấy. Nó có cung à? Đoàn đồng minh của mình chỗ này không tiến lên được. May quá khu vực phía trên này ổn định. Mình có thể tự chủ được nguồn sắt này, gỗ này, da này, kim cương mình có này, cát có. Cái này ở đâu nhỉ? Cái này là mình có hay nhập khẩu nhỉ? Đây. Mình tự chủ được khá nhiều tài nguyên nên là cũng đỡ đấy. Thái tử, trận chiến cuối cùng. Ready for orders. Ready for battle. Đốt luôn cái tỉnh này, chiếm cái tỉnh này đã. Hai quân đoàn này sẽ có nhiệm vụ chiếm. Thái tử đâu rồi, chuẩn bị. Lượt sau thái tử sẽ tấn công. Ready for battle. Thanh tiên liên này lên đây. Thái tử phải đánh trận thì nó mới lên được rank. Ready for battle. Đúng rồi. Warriors all. Ready for orders. Thirsty for battle. Tướng huyền thoại. Ra đây tuyển quân. Nó thừa một thằng Long Ba rồi. Có nhiều quá luôn. Có mình tuyển nhầm à? Ready for orders. Vùng này không tuyển được mới đâu. Nhầm. Wifi lên đây đã. Lính gậy hơi nhiều. My skills are yours. Thirsty for battle. Để xem bọn này nó làm trò gì nè. Nó hình như còn đang phải lo cái cuộc chiến gì đó ở bên đấy à? Mình sẽ chiến phương Bắc của nó trước. À, khả năng nó định đánh tướng mình à? Tuyệt vời. Cho nó đánh luôn đấy. Trận này mình sẽ cắm trại cho nó đánh. Đánh xong thì mình còn có cơ hội. Mình sẽ phải chấp nhận đánh những trận đánh 1 đấu 4. Phải đánh như vậy thì mình mới có thể phản công được. Ngay khi mình phản công thì mình mới có ăn được nó. Lực lượng của Hung Nô là rất đông, đang kéo sang. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đang đến rồi. À, 400 được rồi. Chấp nhận hòa bình. Dù sao mình chả muốn chiến tranh với cái bọn ở dưới này. Quý tộc sinh con. Năm mươi mốt tuổi. Trời ơi, tuổi cao sức yếu hết cả rồi.
Nó bỏ chạy đi đâu hết rồi nhỉ? Thủ đô của nó mà nó bỏ đi đâu? Hai quân đoàn. Warriors all. Không mua được cái nhé. À đây quân đoàn này ngon rồi. Ready for battle. Move out. Is that all? Not possible. Hung nô đứng đây làm gì mà đông này? Vãi cả hung nô. Thirsty for battle. Ready for orders. Mày sao đây để làm loạn này? That is impossible. Nhìn thấy vua của mình nó đã sợ rồi. Ready for battle. Sao bọn này giáp bị trừ nhỉ? Ô, sao mình lại chọn cái skill này? Cái này giáp có lực lượng chỉ huy tốc độ chuyển chiến, tấn công cận chiến rất mạnh. Còn chọn một cái gì nó đỡ hơn? Thẩm quyền khi lãnh đạo. Tấn công 71 10, nó trừ mất giáp. Cũng được. Mà bù lại nó đánh nhau rất chất. Ready for orders. Starting out. Getting on our way. Defending our position. Rồi, để cho nó vào nó công mình. Chắc chắn nó sẽ cử khoảng 3-4 quân đoàn gì đó sang công mình. Chắc luôn. Ready for battle. Ready for orders. Thái tử tấn công tại làng này cho anh. None will escape. Let them cower before us. Yes. Hard on the oars. Is there nothing else? Bế quan tỏa cả. Get the blockade set up. Bế quan tỏa cả. Fleet ready. Kill. We take this settlement for the tribe. Settlement à, vua của nó đây à? Giết luôn vua của nó luôn. Thực ra mình trận này mình cũng không có ý định cái đội hạm đội của mình thì mình không chủ định là để cho nó tấn công đâu, nhưng mình muốn đóng cái hạm đội đấy ở đây để cái khả năng phòng thủ ở khu vực này tốt hơn. Cái cả trên kia của nó là thành cấp 4 rồi đúng không? Thành cấp 4 thì nó không ăn được mình. Ồ. Quân đội của chúng ta sẽ vào từ đây. Hải quân của mình sẽ ở đây à? Thế thì từ từ. Infantry. Giáp canh là bắn lên đâu? Ui. Còn khơi. Group and waiting. Spear infantry at your command. Battle ready and eager. Đội kiếm này có vẻ mạnh hơn nhiều nhỉ. Đội kiếm rất là mạnh. Cố gắng kiếm ít đội kiếm nào. Cái đội Long Koba này nó có cái đặc điểm là nó không có mấy cái thằng lính Long Bay này, nó không có lính ném phi lưng. Pháo này chủ yếu bắn kỵ binh và bộ binh thôi. Tướng của chúng ta khi lên đời cuối thì cũng trở thành long be luôn chứ không phải là lính như này.
Đối đời này nó giống mấy thằng lính gậy hơn. Ok. Đừng. Đúng rồi, chạy vào đây. Nó bắn tướng mình này. Hồn lắm. Tớ biết mà phải hai chiếc mới sập được. Tớ biết là phải hai chiếc mới sập được mà. The enemy is boarding a ship. Fight back. À, nó tấn công vào trong đất liền của mình nhỉ. Nó tấn công vào quân trong bộ của mình. Vãi thật. Ai xà. Mày thích bắn này. Thôi rồi, sao mà. Đã hoàn thành nhiệm vụ phá tháp quay cho anh. Này, chết quân của mình cái này nhiều phết nhỉ. Đấy, bọn này nó cũng được trang bị phi lum như này. Mày nhỉ, mày đứng đây mà lén này. Mày đứng đấy mà lén à? Đứng đấy mà lén à? Rồi một trận chiến. Quái nó chưa cháy tháp canh nó này. Cháy hết nhà cửa mà không cháy tháp canh à? Kêu kêu kêu. Từ từ phá rồi, đã đây. Rồi tháp canh nó sập à? Phá cái tháp bên này tiếp. Ôi đội thuyền này đi đâu ấy? Quay về đi. Nó còn chưa áp sát được mình, nó còn không dám áp sát mình à? Khỉ thật. Nó còn không dám áp sát mình. Đội hình kim cương xông thẳng vào. Ui dồi ôi. Tháp đã bị phá hủy. Nó không dám đánh mình thật à? Đùa nhau thế nào nhỉ? Thắp canh này mà. Ủa pháo hạ rồi, bắn vào đây. Bắn vào mấy thằng này này.
Ôi pháo rồi nhỉ. Kiểu chết bố con mình. Đưa nó vào à? Mình kiếm của nó thì sợ cái quay. Ôi, vãi cả mấy cái thuyền pháo của mình. Nó phơi chết bố cả. Làm chết các đội ngựa của mình. Ngựa ra đây đi. Kéo mất ngựa, ngựa chết. Đấy ẩu quá. Thôi nó chết rồi. Quay lại đây anh em ơi. Đội Long Ba của chúng ta nó chạy hết rồi. Cái khẩu pháo của mình bắn chết mất mấy con ngựa mình. Đừng có mất ngựa nhá. Cái đội lính Speed yếu thật. Mình vẫn chưa tuyển được thêm mấy thằng mới. Ngựa thì chắc đơn giản thôi, tuyển lại được ngay. Ôi ôi. Ready for orders. Tuyển không nhỉ? Vùng này có mà, đúng không? Ôi giời, quá tuyệt vời luôn. Đây. Come, fight for us, lads. Mất tội là không có giáp. À. Công trình này để tôi không cần. Nó không dám đánh vào đây đâu, còn có cả hạm đội này nữa thì nó không dám đánh đâu. Nhìn như này là nó không dám đánh rồi. À, cái làng này hơi khó thủ ấy. Làng kiểu này phải lên tường thành thôi. Đứng ở đây, lượt sau chuẩn bị ăn đòn. Chấp nhận ăn đòn. Mình ưu tiên mình phát triển khu vực phía nam trước á. Tường cấp 4 rồi này. Đây lên tường cấp 4 nữa. Đây nữa này. Thành này thì êm rồi. Lên tường cấp 4 thì nó không tấn công được. Nó phải mất một lượt vây. Thành này chúng ta phải chiếm. Cái thằng này à, thằng này nó ly khai rồi, nó chiến tranh với thằng này rồi. Nó đây này, đánh đi. Vương quốc này được hồi phục à? I welcome you, worthy speaker. I listen because biết ngay. Phía Bắc, chiến trường phía Bắc bắt đầu. Nhưng mà mình chưa sẵn sàng cho một chiến trường phía Bắc. Quân đội của mình thì đây rồi, nhưng mà mình chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến ở phía Bắc này. Nhân giống ngựa. Để nó tăng cái tốc độ di chuyển lên cao hơn này. Dân số tăng trưởng. Trời ơi. Tăng được phí tuyển dụng cho các đạo quân đất liền giảm. Nghĩa là nếu mình xây nhà lính
Còn cái này nó tạo công trình về công nghiệp. Lương thực rất là cao. Vùng thủ đô thì phải lên tường thôi. Cho khoảng nguy hiểm. Cứ lên tường phát ạ. Hết. Chiến tranh bây giờ rất nguy hiểm. Đô đốc. How can I help? Ảnh hưởng của mình lại không được tăng mấy rồi. Lại phải đánh trận nhiều hơn. Năm mươi tuổi. Mười bốn tuổi. Thái tử chúng ta. Qua lượt đã xem tình hình nào. Sẽ là rất đau đầu nếu bây giờ tướng huyền thoại của chúng ta hy sinh. Mà tuổi cao sức yếu, vua và tướng huyền thoại. Chúng ta không có lực lượng kế cận đủ mạnh. Dẫu biết rằng thái tử của chúng ta cũng khá đấy nhưng mà đây rồi, đúng điều mình mong muốn rồi. Có một cái xe bắn đá, hai cái xe bắn đá. Xe bắn đá này thì không sợ. Nó ô, đây này, anh em bảo mình cái đội này nó ghê lắm anh ạ. Huskat này này. Còn có vài lượt nữa thôi là mình sẽ có lính Longoba tuyển chọn. Ờ, tại sao mình cắm trại mà này, ở bên sông này nhỉ? Mình nhớ mình chưa cắm trại mà. Tại sao lại phòng thủ lại thành như này? Warriors eager for blood. Hơ. Nó mà tiến vào từ đằng sau lưng của mình thì vỡ mồm luôn. Infantry. Battle group awaiting your word. Tới đấy nhỉ. Lombard swordsman.
Nào, vào đi con. Ở đây là vào trước à? My talking is done, not the battlefield. Enemy reinforcements approaching. Nó tấn công ở cổng này trước. Hình như là mình chưa có một trận thủ ở cầu phát nào thì phải. Đây thì như là trận đầu tiên. Chúng chưa vào. Vào đây con, chúng mày đông quân lắm cơ mà. Trời ơi. Pháo mình chắc không đủ, đủ cơ số đạn bắn. Nó tấn công mình cơ mà. Mình chỉ là chơi phòng thủ thôi. Chưa cờ chẳng. Có nghĩa là nó vẫn có thể quay lại. Bắt đầu rồi đấy. Bắt đầu đánh nhau rồi. Chắc nó đợi quân tiếp viện vào đầy đủ, bắt đầu nó đánh à? Đấy á, cứ vào đây. Vào đi. Tao mày sợ mày quá cơ. À đây rồi. Để chúng nó vào gần đó, bắt đầu mình tấn công, bắn vào đây này. Chúng nó mới chết nhiều. Đây, phí đạn quá. Úi dồi ôi. Đấy chá, đúng ý anh em nhá, hút scat nhá. Team chặt chém nó đến. Chứ đó mình phí đạn pháo quá, mình bắn quá nhiều. Đánh đi cu. Xong vào đây. Khả năng nó sẽ dồn hết quân sang cái chiến trường bên này rồi. Bắt đầu rồi.
Bắt đầu dồn quân. Thả chó đầu tiên à? Bắn. Ui chó kìa. Chó xông vào kìa. Ôi giời. Ôi bắn vào đây. Chết rồi. Một phát đạn pháo nổ chết như quân kìa. Chạy vào gần quá. Đây bắn vào bọn này đi. Bắn chết. Bỏ đội hình của mình. Come on, tiến lên. Trời ơi. Ôi. Vãi cả pháo. Bắn đây đi. Còn bên này quyết định nó không đánh à. Cho lốt đội long bay này sang đây. Kỵ binh rồi. Enemy units have rallied and returned to the battle. Lombard swordsmen. Nhanh, tướng nó chậm thế nhỉ? Ôi, nó có giữ được đội hình không? Nó quá đông. Mình sợ bọn cung này thôi. Cho nó bọn kiếm này sang đây. Tướng địch đã chết rồi. Ôi nó lắm dìu thế. Đỉnh cao của dìu nó đây chứ đâu. Ô kìa. Hai thằng này đứng đây làm gì đấy. Xông lên. Anh em đang đánh. Đứng người đính cuối cùng. Lùa ngay. Ôi dồi ôi. Pháo mình toàn tự tay bóp lái. Đấy. Ủa. Ôi thôi thôi. Dẹp luôn mấy khẩu pháo này. Lụa. Không để cho chúng nó tấn công. Hết cổng này rồi. Cổng cái này nữa. Chạy ra đây. Tình hình bên này nó đang căng lắm. Lùa hết bọn tầm xa. Ôi sao mà bị tấn công dữ này. Đây này. Bắn đi, bắn cái thằng này đi. Nhanh, tiến lên. Trời ơi. Đây. Chấp trận, trận này đáng nhẽ mình phải được cái trận thủ ở trong làng mới đúng chứ nhỉ. Thủ cầu này thì nó không đúng. Và quân địch đã lấy tinh thần ạ. Ừ, lấy tinh thần đi.
Đâu rồi? Legio, come at the defenses. Đến lên. Trời ơi, chết đến người cuối cùng à? Đây cũng là chết đến người cuối cùng. Chúng nó quá đông. Ôi ồ, bàn Huskat. Nhanh xem nào. Bây giờ thì chưa biết thằng nào thua luôn. Nói thực sự bây giờ mình cũng không biết là thằng nào sẽ thua. Nói thực sự là bây giờ mình cũng không biết thằng nào sẽ thua. Khẩu pháo của mình bóp lái đồng đội kinh quá. Biến lệ. Đúng rồi. Cái thằng này nổi điên. Đúng không? Tiến lên để còn ăn bọn phim đó. Đúng rồi. Được. Ăn được không? Chết đến người đến cuối cùng rồi đấy. Có những thanh niên chỉ còn có 5 người. Sát nó luôn, để nó chạy thế. Tướng đội, vua đội, tiến lên. Ủy lạo tinh thần binh sĩ. Đúng rồi, đẩy lên, đẩy đội hình lên. Nào còn thì cứ tiến lên. Chết đến người cuối cùng đi. Đúng phong cách của Lomba. Đúng rồi, chết đến người cuối cùng. Tướng nữa, tiến lên. Đến giờ này thì không phải sợ nào nữa. Tiến hết lên. Chết đến người cuối cùng luôn. Chết đến người cuối cùng nào. Tiến lên. Đúng rồi. Một số đơn vị đã không thể chịu được, đã bỏ chạy. Rồi, tiếp tục tấn công vào đây cho anh. Tướng nữa, lên. Nó đang bỏ chạy rồi, cố lên. Làm sao mất tinh thần của nó được. À đây rồi. Làm sao giết được tướng nó trước này. Chém giết cho anh. Ôi, chết đến người cuối cùng rồi. Đánh. Rồi. Tụi mình của mình chưa kịp lùa ra đây. Ôi, hôm nay là cái ngày gì mà mình được đánh những trận nó khủng khiếp thế này nhỉ? Tiến lên. Đánh luôn. Xong chưa? Mấy cái thằng ném lao, lùa mãi không xong này.
nhanh, trừ tinh thần chiến đấu của chúng nó xuống. Đúng rồi, tướng của nó đây này, giết tướng nó đã. Rồi, điên cuồng chém giết lên coi. Rồi, tướng nữa, con này nào, quay lại đánh móc lốt cho nó luôn. Chúng nó đang bị quay rồi, nhanh, cố gắng lên anh em. Thắng hay thua là chỉ trong một vài phút thôi. Ăn chúng nó. Rồi, điên cuồng chém giết lên cho anh. The enemy have rallied their units. Đây rồi. Lính gậy vẫn còn khỏe lắm. Tiến ngay đây xuống anh. Lính gậy đây rồi, tiến xuống đây. Điên cuồng chém giết lên cho anh, đúng rồi. Longbar Swordsman chém chết bọn nó luôn. Chết đến người cuối cùng luôn. Ôi, nó vẫn tiếp viện vào à? Vãi xin. Vãi đồng thế. Mấy con ngựa này rồi. Tướng của mình thôi. Giết bọn này. Tướng không phải việc gì mình. Ây. Thôi, tướng chạy về đây đi cho chắc cờ. Chết đến người cuối cùng. Chết đến người cuối cùng. Warriors eager for blood. Sing the battle, Guda. Kill, kill, kill. Ôi dồi. Nó chạy chưa? Chết đến người cuối cùng. Ôi ôi. Chiến đoàn đánh thuê ngựa Germanic nữa kìa. Và hai đội chó vẫn còn quân đông thế kìa. Anh em tập hợp lực lượng lại. Máy bắn đá nữa. Tướng quân vẫn còn sống à? Ra đây giết thằng tướng nó cho anh. Nhanh. Ôi ra đây đây. Chết đến người cuối cùng. Đây đúng thực sự là chết đến người cuối cùng. Tuyệt vời. Chết đến người cuối cùng. Giết thằng tướng vào nó đó. Chó nhìn đầu. Cụ thể nào. Ô, đợi long bào của mình chúng ta.
Mọi người bỏ chạy hết rồi. Quá chán đời. Our hidden units have been discovered. Legio, come at the senses! At the devil! Come on! Back! Back! Withdraw! I'm gonna break off! Sắp bỏ chạy hết rồi. Tướng quân vẫn còn sống, chắc chắn là thằng này. Tổ lĩnh Bắc Âu, nhanh anh em, giết bằng được cái thằng này. Our men are rallying. They're not done yet. Quân của chúng ta đã tập hợp. Không nên tách quân ra bây giờ nữa. Rút tất cả về đây. Giết được tướng nó chưa? Mình e là mấy cái đội ngựa này không đủ khả năng để chạy đến hai khẩu pháo của nó. Chỉ có các cái đơn vị lính chính quy, các bạn ấy gần như là lính chính quy của mình này. Không có. Chết đến người cuối cùng này. Đây thực sự là chết đến người cuối cùng. Chết đến người cuối cùng. Giết tập tướng đó. Quái quỷ thật. Hai thằng. Còn đâu nữa? Chưa thấy báo tướng địch đã chết nhỉ? Chưa giết được tướng của nó à? Noble horseman. Tướng nó đâu? Chết đến ngày cuối cùng. Đúng này. Chết đến ngày cuối cùng. Còn hai cái xe bắn đá ở hai đỉnh. Ồ. Chiến trường. Pháo của mình trận này bắn phế quá.
Rồi, cứ để nó lén tên. Chả có cách nào đỡ. Mấy thằng này tinh thần giảm sút. Đấy, những thằng này này còn một mình tinh thần vẫn cao. Một tướng đứng ở gần đấy chịu thương vong cao. Thể hiện tinh thần của Long Ba là sao nào? Chết đến người cuối cùng. Đạo quân của chúng ta đang điên cuồng chém giết, đúng rồi. Mình chỉ sợ là bây giờ mà nó còn thêm quân nữa. Tướng quân đã tử trận lung lay, hơi thấm mệt. Tướng quân tử trận, à, đội ngựa mình nó giết được rồi. Tuyệt vời. Nào, con bọn kia nữa đến đây. Mấy con chó kia đâu rồi? Đến đây. Ôi, mấy thằng này đang điên cuồng chém giết à? Hết điên cuồng đi, không kẻo mất quân đội của mình. Ra đây, ra đây. Nó đang kéo pháo đến này. Rút. Rút lui. Tất cả rút lui, pháo nó đang đến. Rút sâu vào. Bên này còn một khẩu pháo nữa đúng không? Vãi thật, đúng là chết đến người cuối cùng. Thế mới gọi là Long Ba. Chiến đấu như thế mới gọi. Đây, còn một chiến binh duy nhất. Quân đã tử trận. Dụ nó vào sâu để xe bắn đá nó không bắn được mình nữa. Toàn những trận đánh thì nói là trận này nếu pháo của mình không bóp lái đồng đội thì chắc là cũng thương vong nặng lắm đâu. Nó đang xoay pháo rồi. Được rồi, nó xoay pháo rồi thì được rồi. Khi nó kịp bắn, nhanh. Mày quá chậm rồi. Rồi đã xong. Mất tinh thần rồi, tiến lên. Rồi bỏ chạy lốt rồi. Nó còn một khẩu pháo nữa đâu mà, ở góc kia mà. Ui ôi. Ôi chúng nó 7.000 quân cả. Mà chó thì được ít lắm mà. Hơn 7.000 quân kìa. Ôi.
Kỵ binh của mình trận này giết nhiều thế. Mất mấy đội Long Ba thì tuyển lại được thôi, không khó lắm. 19 đạo quân bổ sung. Oh. Chết tại chỗ luôn. Rất tuyệt vời, mình rất thích những trận chiến kiểu như này. Cảm giác nó rất là phấn khích khi đánh những trận như này. Đấy. We see no profit in continuing hostility. Rồi. Sao nó đông thế nhỉ? Bọn quân Đông La Mã vẫn còn đông thế. We all look forward to seeing your leaders strangled very very slowly during the triumphal celebrations. Thằng chó chết. Mày định làm loạn à? Đốt luôn nhà mày luôn. À. Ổn rồi. Thirsty for battle. Warriors all. Set up a watch. Faster, damn you all. Quá nhỉ? Sao mình đứng ở đây? For the tribe. Warriors all. You get to work. Ready for orders. Move out. Chuyển hết quân sang đã để on the move, lads. Ready for battle. Quân này thì nó không bị chết rét được. Toàn linh giáo. Một tạ một thằng. À, bổ sung quân sang cho cái quân đoàn bên này. 5 thằng lính gậy. Thiếu một thằng. Nhưng mà chúng ta đang có chiến tranh với khu vực phía dưới này. Thằng này. Thằng này nó chuẩn bị đổ bộ lên đất của mình này. Láo ghê. Cái thành này thì làm sao nó ăn được nhỉ? Được, cứ để đây đã. I welcome you. Kiếm tí sẻng nữa. Tạm thời kiếm thêm tí sẻng từ thằng này. For the tribe. Oh. Bọn này nó vọt lên trên thì chắc không tới. Sao mình lại đứng được ra cái chỗ xa như này nhỉ? Đứng của mình à? Không được, di chuyển chậm lắm. Trừ 85% phạm vi di chuyển. À, thì ra nó có gián điệp. For the tribe. Constant wakefulness. Cộng 20% phạm vi di chuyển rồi. Ready for orders.
Bị thật, thảo nào mình bị được cứng đơ, không di chuyển được. Đề nghị nô chiến tranh nốt với mấy thằng phía đông này. What an honor you do us. Come, speak. Cho nó tí tiền thế này. Ui, toàn nó xảo quyệt. Mình muốn cuộc chiến ở đây. Mình muốn hung nô giải quyết cho mình mấy chỗ này. Rồi. Ok. Thằng này có giỏi chém đất anh. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.